Hello chú. Chú có khỏe không? Khỏe. Khỏe. Chú ăn uống gì chưa? Ăn rồi, ăn hủ tiếu Ngon, rồi. con hôm nay con cũng ăn phở rồi. Ừ. Con bây giờ con có cái video này nè chú, con muốn nhờ chú cứu bồ con. Không? Con nói gì nói chứ là người lớn nói vẫn uy tín hơn. Bây giờ con mời chú nghe cái video này nha. Con mời chú một tí xíu nha. Đâu rồi? Đây nè. Chú đợi con tí xíu nha. Con nhờ chú cứu bầu con nha. Ok. Ủa vậy ai nhờ cộng sản chúng mày giải phóng, sao không ở miền Bắc mà sống ở con mẹ? Chú nghe cái này chưa? Chú nghe giọng của anh này không? Cái dạng đó hình như là người trong Nam mà Không, Bắc mà Bắc Nam á. giọng này giọng bác sau này bác 75. Mà chú nghe kỹ cái lời của anh này nói không? Chú nghe được cái lời của anh này nói không? Có nghe sơ sơ thôi, cho nghe lại từ đầu coi. Rồi rồi rồi, dạ. Bây giờ chú nghe lại từ đầu nha. Cái gì? Ủa vậy ai nhờ cộng sản chúng mày giải phóng, sao không ở miền Bắc mà sống con mẹ chúng mày chứ? Người miền Nam người ta đứng lên người ta giải phóng chứ. Người miền Rồi, bây giờ con mình mở từng đoạn hay là chú nghe dài dài chút xíu. Bây giờ để chú nghe hết nha, chú nghe hết nha. Bắc người ta chỉ hỗ trợ, người miền Nam người ta đến đứng lên người ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy rào nhào chứ, Bây giờ người ta khoan giải nghe phóng lại. cái gì. Ủa vậy ai nhờ cộng sản chúng mày giải phóng, sao không ở miền Bắc mà sống con mẹ chúng mày chứ? Người miền Nam người ta đứng lên người ta giải phóng chứ, người miền Bắc người ta chỉ hỗ trợ chứ. Người miền Nam người ta đến đứng lên người ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy rào nhào chứ, người ta giải phóng cái ách nô lệ, cái nô hộ của Mỹ chứ. Mày không mù, mày mù à? Ông Huỳnh Tuấn Phát à, bà Nguyễn Thị Bình à? Lúc ngày 23 tháng 9 ấy, lúc năm 40, lúc lúc Nam Kỳ khởi nghĩa chúng mày ở đâu, Nam Bộ kháng chiến chúng mày ở đâu, lúc đánh Pháp đuổi đi chúng mày ở đâu? Mày phải cảm ơn cộng sản đã đẻ ra cái lũ quái thai chúng mày, chúng mày chết cụ chúng mày đi, chúng mày là cái dạng quái thai. Nó mày tay sai, chúng mày đại diện cho dân tộc Việt Nam mà sao được? Mày thấy ông Kiều nói không? Không thể nói là 2-3 triệu đồng bào hải ngoại là đại diện cho dân tộc Việt Nam được. Hồi nãy giờ là chú nghe nguyên một cái đoạn, mà tại vì cái anh này anh có làm YouTube cho nên á bây giờ là con sẽ mở từng khúc để chú nghe chú phân tích nha. Thì sự thật là cái Việt Cộng có năm 1930 thì của ông Hồ Chí Minh, rồi ông Lê Chí Phong á, thì ông là đầu tiên là gọi là bí thư cộng sản. Thì đúng ra nếu mà đúng ra nói đó thì đời vua Bảo Đại là cái đời trước quả năm 1945 chứ. Ông vua Bảo Đại thì ông ấy sanh năm 1913, hình như là năm 1913, rồi thời gian vào khoảng 6-7 tuổi thì ông ấy du học ở bên Pháp. Thì có phải là ông ấy là quốc gia không, mà ông ấy ủy quyền cho ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng, rồi còn Việt Cộng chỉ là cái đám gọi mang quân về gọi là ép buộc người ta thôi, chứ còn mà sự thật là không phải dân tộc không phải là cộng sản. Cộng sản chỉ là một cái chính thể đó nó sẽ qua đi thôi. Chính thể quốc gia, rồi chính thể cộng sản, rồi chính thể gọi là vua Bảo Đại, chính thể gọi là Thành Thái, chính thể gọi là vua Duy Tân. Những cái chính thể đó là sẽ qua đi hết. Còn dân tộc là dân tộc Việt Nam, chứ không phải là dân tộc yêu gọi nước là yêu Đảng Cộng sản, không phải vậy, nó nói sai hết rồi. Còn mà cái đám mà Việt Cộng con ấy, thì nó nói sao nó nói. Nhưng mà bây giờ nó cái vấn đề tập trung vô ở chỗ là ủa vậy ai nhờ chúng mày giải phóng sao không ở miền Bắc mà sống ở đây? Thì cái tay này mới nói rằng là miền Bắc đâu, dân miền Nam đó, Huỳnh Tấn Phát, Đoàn Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định là dân miền Nam không đó.
Đó thì Thì sự thật đó là cái nếu mà tính ra là năm 1960 là cái mặt trận giải phóng miền Nam đó là do miền Bắc lập ra, với dân miền Nam đâu có ai đi vào cái vấn đề là giải phóng đâu, do miền Bắc lập ra, rồi nó cho ông Huỳnh Tấn Phát, ông Nguyễn Hữu Thọ là những cái tay miền Nam đó là chống đối ông Bảo Đại. Thì những cái ông đó là chỉ có danh vọng thôi, nó phong cho là chủ tịch gọi là mặt trận giải phóng miền Nam thì nó thích quá thì theo thôi. chống đối ông Nguyễn, ông Bảo Đại hay chống đối ông Ngô Đình Diệm À, chống đối ông vua Bảo Đại, nhưng mà lúc đó là thời của ông Ngô Đình Diệm. Nhưng nói đúng ra là thời quốc gia là do vua Bảo Đại nhờ ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng. Thì năm 1954 vào khoảng tháng 7, mùng 7 tháng 7 thì ông ấy về. Thì tới 20 tháng 7 năm 1954 là ký hiệp định Geneva giữa Việt Minh và thằng Pháp. Chính phủ quốc gia không có ký. Chính phủ quốc gia không có chia đôi đất nước. Đó là cái sự thật. Rồi còn mà cái đám mà di cư vào trong miền Nam đó, thì những người công giáo là phần nhiều người ta đã hiểu cộng sản, mà người ta hiểu từ năm 1953 rồi. Trước khi mà ký hiệp định Geneva là người ta ở những miền quê, người ta đã bị gọi là cải cách ruộng đất. Đó, cải cách ruộng đất là đấu tố rồi. Thành ra tới khi mà năm 54 á, người ta sẽ chia đôi đất nước, bắt buộc người ta phải chạy vào miền Nam. Về vấn đề tự do. Thì lúc đó ông Diệm ông nó mới về, ông chẳng có biết cái gì hết. Ông mới về được có vào khoảng 13 ngày thôi. Tức là ông về ngày mùng 7, là mùng 7 tới 20 tháng 7 năm 54 là lúc đó chia đôi đất nước. Thì giữa cộng sản, tức là Việt Minh á, Việt Minh do ông Hồ Chí Minh chia đôi đất nước với tụ Pháp, chứ còn là quốc gia không có chia đôi. Ông vua Bảo Đại không có chia đôi. Lúc đó ông vua Bảo Đại ông là quốc trưởng, chứ ông không không phải là vua nữa rồi, ông là quốc trưởng Bảo Đại. Thì ông ở bên Pháp, thì ông ấy nhờ ông Ngô Đình Diệm về làm thủ tướng. Đúng ra là ông Ngô Đình Diệm ông ấy đã làm thượng thư bộ lại năm 1933 rồi, sau cùng ông ấy thấy ông Bảo Đại ông yếu quá, thành ra tụ Pháp nó không có trả vấn đề tự do, thành ra ông mới từ chức. Ông ấy lên được có vài tháng là ông ấy từ chức thôi. Lúc đó là ông ấy từ chức thì ông ấy mới có 32 tuổi. Ông ấy đã làm thượng thư bộ lại, tức là cái chức tương đương với thủ tướng, thì nó vậy thôi. Chứ còn mà tụi sau này nó nói gì nó nói thôi. Bây giờ nó đã 49 năm, gần 49 năm rồi, mà bây giờ thấy không, nước Việt Nam đâu có hơn ai đâu. Bây giờ hiện tại là còn thua tụi Campuchia, thua Lào nữa. Giống như là tụi Campuchia với Lào, thấy không? Giữa mà Campuchia với Lào, hiện tại bây giờ Campuchia là cái tiền của Việt Nam là thua Campuchia. Đó, cái khổ như vậy. Thì bây giờ nói ra thì cũng phiền thôi. Bây giờ ở trong đây nó có một cái bài viết như vậy nè chú, của Quân đội Nhân dân. Con đọc một khúc cho chú nghe nha. Phong trào À. đồng khởi miền Nam năm 1960, bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã buộc chính phủ Pháp phải ký hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương, công nhận độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, do mưu đồ của các thế lực phản động quốc tế cũng như tương quan lực lượng và tình hình chính trị phức tạp của thế giới lúc đó,
nên nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Ở miền Nam, lợi dụng thất bại và những khó khăn của Pháp, đế quốc Mỹ đã nhanh chóng dựng lên chính quyền tay sai, ngang nhiên phá bỏ Hiệp định Geneva, hòng chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, tạo phòng tuyến ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng tràn xuống Đông Nam Á. Tình thế cách mạng miền Nam đặt ra cho đảng một yêu cầu bức thiết là phải vạch ra cái đường lối lãnh đạo đúng, phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế thời đại để đưa cách mạng cả nước tiến lên. Trên cơ sở phân tích đánh giá đúng tình hình quốc tế và trong nước kết hợp với kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đảng ta đã lãnh đạo nhân dân miền Nam tiến hành phong trào đồng khởi giành thắng lợi, tạo ra bước ngoặt chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì con đang tìm hiểu thông tin về cái phong trào đồng khởi miền Nam mà bà Nguyễn Thị Định á, có liên quan trong cái phong trào này nè. Thì cái phong trào này là cái phong trào gọi là được thành lập sau khi mà chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm lập ra cái chính sách tố cộng diệt cộng đó, luật 1059 đó, thì bắt đầu là cái phong trào mà gọi là phong trào đồng khởi Bến Tre nó nổi lên. Đó, thì phong trào bác chú có nghe phong trào đồng khởi Bến Tre không? Có nghe hồi đó. Dạ. Là hồi đó là búi tóc á, người ta xuống biểu tình, nhưng mà sự thật biểu tình là người ta không có gọi là diệt, người ta vẫn gọi là đưa người ta về lại thôi. Chứ còn mà nếu mà sự thật nó dẹp biểu tình thì nó ắt hết, nó không có dẹp. Sự thật nó không có dẹp. Nó không có dẹp. Thành ra đồng khởi đồng thiết chỉ là lúc tại Bến Tre. Đó, nó như vậy. Mà ông Ngô Đình Diệm, ông ấy đâu có ký đâu. Không có ký hiệp định Geneva thì ông ấy không có phải thi hành. Thì theo cái hiệp định Geneva thì lúc đó là năm 1956 thì tụi Pháp nó về hết rồi. Nhưng nó mà trả lại cái độc lập cho Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó là Việt Nam, quốc gia Việt Nam thôi chứ không phải là Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam. Có một cái điều con thắc mắc là tại sao lại Hồ Chí Minh lại bắt Pháp đưa một nửa, hoặc là Hồ Chí Minh bắt Pháp đưa một nửa hay sao chú? Tại vì vậy nè, mà nếu ra nó thà rằng nó được phân nửa còn hơn, nhưng mà cái sự thật chia đôi á là do cái tụi Nga và tụi Trung Cộng nó chia. Thì cái ông Hồ Chí Minh ông ấy chỉ là cái ủy quyền của cái đảng Cộng sản thôi. Thành ra ông ấy chia, tha rằng được phân nửa còn hơn nằm mất. Hiểu không? Thành ra với ký, sự thật là ký giữa tụi Pháp và Việt Minh. Là Việt Minh là Cộng sản đó. Chứ còn mà quốc gia không có ký. Quốc gia lúc đó là quốc gia là ông Bảo Đại, ông không có ký. Và sau cùng là ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm, ông không ký. Thì ông không ký thì ông không có thi hành cái hiệp định Geneva. Nhưng mà nước Việt Nam là tổng tuyển cử. Nhưng mà nước Việt Nam là nước Việt Nam mà lúc đó có vua Bảo Đại mà sao mà Pháp lại có quyền lại chia Việt Nam ra để mà đưa một phần nửa Việt Nam cho Nga với nhau Tàu Cộng. Tại vì cái kỳ đó là cái hiệp định của cái tụi Pháp với tụi Việt Minh thôi. Nhưng mà cái ảnh hưởng của ông vua Bảo Đại không có mạnh. Lúc đó ông vua Bảo Đại đã gọi là xuống rồi. Năm 1945 ông ấy đã từ chức rồi. Từ chức và giao lại kiếm cho Việt Minh rồi. Sau này quốc gia Việt Nam là ông ấy lập lên quốc gia Việt Nam. Ông là quốc trưởng Bảo Đại. Quốc trưởng Bảo Đại thì ông ấy chỉ là nằm dưới cái ảnh hưởng của tụi Pháp thôi. Thì giữa tụi Pháp và tụi Việt Minh ký hiệp định Geneva thì quốc gia Việt Nam không có ký, ông Bảo Đại không có ký và ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm không có ký. Thành ra không ký thì người ta không có thi hành cái hiệp định đó. Nhưng bây giờ nếu như cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, cho dù rằng Việt Minh có ký với lại Pháp đi chăng nữa, mà nếu như phía bên vua Bảo Đại mà không đồng ý, không chịu chia Việt Nam ra làm hai thì chuyện gì sẽ xảy ra chú? Có nghĩa là không chịu giao một phần nửa Việt Nam cho Hồ Chí Minh thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu giả sử? Không, phải nhớ là cái hồi xưa
Cái hồi xưa đó là trong miền Nam là nó bị gọi là chính phủ của tụi Pháp nó bảo hộ rồi. Còn chỉ có miền Trung á, là thuộc ảnh hưởng của gọi là đời vua. Miền Rồi Trung. còn miền Bắc á, thì nó là linh sinh, nó chẳng là chỉ thế nọ thế kia thôi. Thành ra nó hồi đó nó không có phải là của Pháp hết. Nó Pháp chỉ gọi là cái thuộc địa thì nó nằm ở miền Nam. Còn Trung Kỳ là bảo hộ, Trung Kỳ với miền Bắc là bảo hộ thôi. Thì nó như vậy. Rồi tới khi mà ông Hồ Chí Minh ông ấy nổi lên năm 1945, ông ấy gọi là biểu tình, ông ấy chiếm miền Bắc á, thì lúc đó là ông đánh nhau với Việt Minh, Việt Minh đánh nhau với Pháp, rồi đánh nhau xong rồi Việt Minh phải ký ký với về Pháp để được phân nửa miền miền Bắc, đó là lý do như vậy. Chứ còn miền Nam vẫn là thuộc bảo hộ của tụi Pháp. Rồi sau này năm 1955, năm 4, năm 5, năm 6 thì tụi Pháp nó trả lại cho miền Nam, nó trả lại cho chính phủ Ngô Đình Diệm. Lúc đó là tụi Pháp nó yếu rồi, nó rút về hết. Thành ra với giao lại thì sự thật là mình không có ký hiệp định thì mình đâu có phải gọi là thi hành. Mình không ký, mình không có bán thì mình không phải thi hành là đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ chú nghe nghe lại nha. Ủa vậy ai nhờ cộng sản chúng mày giải phóng, sao không ở miền Bắc mà sống? Con mẹ chúng mày đi, người miền Nam người ta đứng lên người ta giải phóng chứ, người miền Bắc người ta chỉ hỗ trợ chứ. Họ nói là người miền Bắc á, là đứng lên hỗ trợ người miền Nam giải phóng thôi, chứ không phải là người miền Bắc mà đi vào trong miền Nam để xâm lược. Thì họ nói rằng là Cái năm 1968 sau khi mà tổng khởi nghĩa mà cái Tết Mậu Thân đó thì cho những du kích trong miền Nam chết hết rồi. du kích Rồi trong miền từ năm 68 cho tới năm 75 thì toàn là những người miền Bắc thôi, bộ đội miền Bắc vào đánh thôi. Trên danh nghĩa thì nói là giải phóng thật nhưng mà quân đội là toàn là quân đội miền Bắc thôi. du kích Chứ trong miền Nam không có. chú du kích trong miền Nam chết hết rồi là sao chú không hiểu chú? Là cái kỳ mà Tết Mậu Thân á, là miền Bắc nó muốn đưa vào cái đám mà du kích, nó đưa vào mấy cái thành phố quả như Sài Gòn, Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi Huế, rồi Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, tức là nó tổng khởi nghĩa nó năm 1968 Đúng rồi. thì nó bị cái đám đó, nó bị mấy chục ngàn người chết, mấy chục ngàn người là cả trăm ngàn nó thì đánh nhau với miền Nam Cộng Hòa thì chết hết rồi, cái đám chết hết rồi. Tới khi mà năm năm 68, sau khi 68 tháng 9 á, toàn là bộ đội miền Bắc thôi, miền Nam không còn người nào hết, chỉ còn lại một cái số ít thôi, ông Lê Minh Chiết và ông Nguyễn Dị Sang đó. Thì là cái đám đó, sự thật là cái đám đó là cái đám học sinh của Sài Gòn với nhảy vào trong bưng. Thì trong đám đó nó có ông Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Nguyễn Hữu Thọ, rồi mấy ông đó là chỉ còn một một ít thôi. Chứ còn sự thật là năm 1968 là khi tổng khởi nghĩa mà năm Tết Mậu Thân đó, thì chết gần hết, cái đám du kích chết hết. Rồi Thì đó, rồi nghe tiếp nghe bác chú. người Việt Nam người ta đấy đứng lên người ta đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy rào nhau chứ, người ta giải phóng cái ách nô lệ, cái đô hộ của Mỹ chứ. Đó, người ta giải phóng cho cái ách đô hộ của Mỹ chứ. Thì mấy hôm nay Thì chú nó là cái thằng này nó không có hiểu về cái lịch sử. Khi mà năm 1969, 68 là trong khi nói về vấn đề hòa bình, ký hiệp định hòa bình gọi là Paris năm 1973, tức là năm 1973 tháng 1, tháng 2 là Mỹ nó rút về về hết rồi. Không còn một cái thằng Mỹ nào ở bên,
quân đội Mỹ không còn nữa, rút 500.000 người nó rút về bên Mỹ hết rồi, thì lúc đó chống thằng nào chỉ người Việt đánh với người Việt thôi. Đó, lịch sử nó rõ ràng mà. Tất cả hiện tại là tất cả vào khoảng 17 triệu người miền Nam người ta biết chuyện đó mà. Sau năm 1973, tháng 1, 27 tháng 1 năm 1973, sau khi hiệp định Paris ký rồi, Mỹ nó rút về trước từ năm 1969, nó rút từ từ cho tới năm 73 nó không còn một người nào nữa, thì nó chống ai? Nó chống gọi anh em chống nhau, tức là đánh nhau, người Việt đánh nhau với người Việt, những ngoại bang ngoại biết gì, nó nói toàn là tầm bậy tầm bạ không. Lịch sử nó có đàng hoàng. Có nghĩa là cái tay này không biết gì về lịch sử mà dốc tổ đó không chú? Không có biết gì một cái lịch sử hết. Paris, hiệp định Paris nói chuyện từ năm 1969, 68 đã chuẩn bị rồi. Ông Nixon, ông ấy chuẩn bị, ông ấy lên làm tổng thống thì ông ấy sẽ nói, ông sẽ rút quân về hết. Yeah. Mà nó kêu là Việt hóa chiến tranh. Yeah. Thì cái hòa bình ký năm ngành... năm gọi là tháng cuối năm 1972 đó, rồi tới tháng 1, 27 tháng 1 là ký xong hết rồi, ký là rút về hết. Mỹ nó không muốn đánh nữa, nó muốn ký để nó rút về thôi. Nó không có muốn đánh nữa, nó ở trong miền Nam từ năm 1965 cho tới năm 69 là nó muốn rút về rồi. Sau khi ông Tổng thống Nixon ông ấy lên, thì ông ấy với ký cái hiệp định Paris giữa gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vậy ở miền Bắc á, với tụi Mỹ. Sự thật là mình không có ký gì, miền Nam Cộng Hòa cũng không có ký gì. Sự thật coi trong cái hiệp định đó mình chỉ có ký bên lề thôi. Sự thật là thằng Mỹ với thằng Việt Cộng nó ký với nhau. Còn đó, cái hiệp định nó còn mà. Còn cái vụ mà Mỹ ném bom ngoài miền Bắc đó cho chú nhớ đợt Mỹ ném bom B-52 ngoài miền Bắc không? Có. Cái đó là vào khoảng 20 mấy tháng 12 năm 1972. Đúng rồi, dạ. Là trong khi Việt Cộng, tụi Mỹ nó nói Việt Cộng ký hiệp định hòa bình Paris đi, nó không chịu ký, thì thằng Mỹ nó mới bỏ bom trong vòng 2 tuần lễ. Lý do ông Nixon ông ấy bỏ bom là, ông ấy bỏ bom miền Bắc là lý do như nè. Ở tận Mỹ thì vào cái ngày Giáng sinh á, thì gọi là thượng viện với hạ viện người ta đi về các đơn vị người ta nghỉ phép vào cuối năm. Thì ông được quyền, tổng thống Mỹ ông ấy được quyền là không phải chờ quốc hội nữa, lúc đó là về khẩn cấp, ông ấy ra lệnh bỏ bom miền Bắc trong vòng 2 tuần lễ. Ông kéo dài 2 tuần lễ rồi tới miền Bắc chịu không nổi muốn đầu hàng thì ông không cho đầu hàng, ông chỉ muốn ký thôi. Đó, cái hiệp định Paris nó ký vào 27 tháng 1 năm 1973, lúc đó là Mỹ đâu còn đâu, rút về hết rồi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tiếp tục duy trì cái chuyện ném bom thêm ít ngày nữa? Thì liệu tụi Bắc Việt nó có còn sức để nó đánh vô miền Nam sau này không? Không còn, tại vì nó không còn gì hết, cái sức nó không còn gì. Trong khi cái hồi xưa nó bỏ bom á thì nó giới hạn, ví dụ giới hạn gọi là không có bỏ vào trong cái khu vực gọi là hãng xưởng nhiều, ví dụ Hải Phòng cũng bỏ rất ít và Hà Nội bỏ rất ít. Nhưng mà năm 1972 á, và 20 mấy tháng 12 đó là nó bỏ hết toàn miền Bắc luôn. Thành ra nó miền Bắc chịu không nổi muốn đầu hàng đấy chứ, nhưng mà tụi Mỹ nó không đồng ý. Vậy tại vì nếu mà đầu hàng thì nó phải đền bù chiến tranh, thằng Mỹ nó phải đền bù chiến tranh thôi, thành ra nó không có cho đầu hàng. Vậy cái câu mà đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, vậy thật sự là cái tụi Bắc Việt nó có phải nó đánh cho Mỹ cút không chú? Không phải, năm tháng 12
15 nó chỉ là chờ ký, tháng 1 ký là xong rồi, quân đội nó đã rút về trước rồi. Tháng 12 năm 1972 là nó đã rút rồi, còn chỉ còn một ít thôi. À. Đó, thành ra nó rút trước rồi, nó rút từ từ, nó bàn giao lại cho, nó kêu là Việt hóa chiến tranh á, Việt hóa chiến tranh. Nhưng mà sao tụi Việt Cộng nó cứ thích? Nhưng mà sao tụi Việt Cộng nó cứ thích nói câu là Việt Cộng nó đánh cho Mỹ cút nó, sao tụi Việt Cộng nó cứ thích? Mỹ, tại vì nó là bây giờ nó mất vấn đề chính nghĩa, nó mất chính nghĩa, không lẽ nó nói là đánh Việt Nam cho cút ngụy nhào à? Thành ra nó nói là phải đánh cho Mỹ ngụy nhào, Mỹ, Mỹ thì nó về cha nó rồi, còn đánh cái quái gì nữa, năm 75 tháng 30 tháng 4 đâu còn thằng Mỹ nào trong miền Nam nữa, nó chỉ là cố vấn thôi, nó đâu có đánh nhau đâu. Đó thì nó vậy, sự thật chứ, sự thật lịch sử nó vẫn còn, mà tại vì bây giờ nó đâu có dám nói sự thật đâu. Nó nói sự thật là hồi đó là vấn đề đánh nhau giữa miền Nam và miền Bắc thôi. Sau gọi là tháng 1, 27 tháng 1 năm 1973. Đó. Vì sao mà cố Tổng thống Ngô Đình Diệm không cho Mỹ đưa quân đội vào Việt Nam? Tại vì gọi là lý do là kỳ đó là ông Ngô Đình Diệm ông đã nhìn thấy rồi, nếu mà để Mỹ vào miền Nam đó, thì gọi là tụi Việt Cộng nó với viện cái lý do là nó đánh đánh dân ngoại xâm, tức là những quốc gia xâm phạm Việt Nam. Nhưng mà sự thật đâu có phải vậy. Người miền Nam người ta đâu có đánh gọi là Mỹ đâu, toàn miền Bắc đánh thôi. Nếu mà xả ra sau đánh là năm 1968 là gần như là mấy cái đám du kích chết gần hết rồi. Cái vấn đề Tết Mậu Thân đó, chỉ còn lại vài người du kích thôi, chứ còn mà sự thật là quân du kích là chết gần hết. Tại sao dân miền Nam không chống Mỹ mà dân miền Bắc lại chống Mỹ? Phải hỏi nó. Cái dân lúc đó là dân miền Bắc là người ta không có công ăn việc làm, đói lắm, đồng ruộng đâu có ai làm, toàn là bắt lính đi vào miền Nam hết rồi. Người lính miền Bắc nó cỡ 15, 16 nó bắt đi hết rồi. Ngoài miền Bắc là không, còn chỉ có ông già, con gái, rồi đàn bà thôi, chứ gọi là đàn ông đâu còn, cái người con trai đâu còn mà ấy. Rồi tụi Trung Hoa nó giúp về gọi là gạo nước, thành ra hồi đó đói lắm, chứ không phải là ấy đâu. Sự thật như vậy thì gọi là từ năm 1975 đó, là những người vào thì người ta vào miền Nam rồi, người ta thấy miền Nam nó phồn thịnh, thì giống như là bà Dương Thu Hương đó, cái bà nhà báo đó, nhà báo nhà văn gì đó, vô thì thấy ngã ngửa ra là bị gọi là lừa. Lừa mấy chục năm miền Bắc, nói là đi vào giải phóng miền Nam. Nhưng mà tại rồi những cái người miền Nam mà đi ra ngoài miền Bắc rồi sau cùng trở về để ấy, để mang những cái mấy cái chén gọi ấy, nhưng mà vô thấy miền Nam người ta sung túc rồi cũng quăng vào thùng rác hết, đâu có dám đưa ra đâu. Nhưng mà tại sao những cái người 15, 16 tuổi ngoài miền Bắc họ lại đi vô trong miền Nam? Vì cái nguyên nhân gì? Lý do vậy nè. Vì sao? Nó bên miền Bắc là nó có vấn đề hộ khẩu, mà không đi đó thì nó cắt hộ khẩu, thì vấn đề chết đói, gia đình chết đói, thành ra con cái người ta bắt buộc người ta phải vào miền Nam để giải phóng miền Nam. Cắt hộ khẩu là sao chứ? Cắt người ta không muốn đi. Xí, cắt hộ khẩu là sao chú? Cái hộ khẩu ảnh hưởng cái gì? Hộ khẩu thì giống như là cái sau này năm 75 là có cái hộ khẩu đó, là hồi xưa ngoài miền Bắc thì nó cũng gọi là mua gạo mua nước là qua cái hộ khẩu. Có nghĩa men, hay là thế nọ thế kia vải viết gì đó.
Bây giờ con đặt trường hợp mà con là cái lớp trẻ mà sau này không biết cái gì hết trơn luôn, cho nên con sẽ đặt những cái câu hỏi rất là ngây ngô, rất là ngốc nghếch, cho nên chú chịu khó chú giải thích nha. Cắt cái hộ khẩu có nghĩa là những cái người mà không có trong cái sổ gia đình đó là không có được gạo, không có được đồ ăn, không có được nhận muối mắm đường bột ngọt giải đồ, phải không chú hay sao? Thì đúng rồi, gạo nếp là hồi ngoài miền Bắc là nó bán theo cái hộ khẩu gia đình nào mà có người đi giải phóng miền Nam nó thì nó sẽ bán, còn những cái người nào mà chống đối thì nó không có bán, thì đói, gia đình thì đói thôi. Thì bắt buộc là cái hộ khẩu là nó nắm về vấn đề bao tử của dân miền Bắc, nó nắm cái vấn đề bao tử miền Bắc. Có nghĩa là Thành ra không có kiểu như miền Nam mà người ta trốn quân dịch người ta không đi lính được, chứ còn miền Bắc là không đi lính là không được, không đi bộ đội để vào giải phóng miền Nam là không được. có nghĩa là trong miền Nam thì còn trốn lính được, chứ mà miền Bắc là khỏi trốn luôn đó, trốn Đúng rồi, là miền chết Bắc đói là luôn. không có trốn lính được. Vậy là bị đẩy vô rồi, bị đẩy vô chiến trường miền Nam, cái con đường mòn Trường Sơn, cái con đường Trường Sơn, con nghe nói là rất là nhiều người trẻ chết ở trên con đường đó khi mà đi vào Nam, phải không chú? Thì đúng rồi, thì bây giờ hỏi bây giờ đi bộ mà từ miền Bắc vào khoảng miền Nam là gần 2.000 cây số, mà trong đường rừng thì bị vấn đề gọi là muỗi mòng rồi bệnh hoạn đủ thứ, thành ra chết nhiều lắm chứ không phải là ít. Trên gọi là bây giờ nói thật là bây giờ miền Bắc á, còn chết cả triệu người về ở trên con đường đó mà bây giờ kiếm xác không có ra đó, mất xác luôn. Vậy cho nên ở trong Việt Nam ma nhiều phải không chú, là nguyên nhân vì đây ma, mà ma chết oan nữa, ma chết trẻ nhiều Thì nữa, phải không chú? có vẻ như vậy thôi, mình không nói. Chú Hỏi cháu về con đường đó nó không có gì hết, không có làng xóm, không có gì, nước nôi không có, rồi sốt rét thế nọ thế kia, nó bị gọi là chết vì lý do vậy, vì kiệt sức. Kiệt sức bây giờ hỏi gọi là mang một cái tạ gạo, một tạ gạo tức là một 100 Một trăm kg ký ở miền xuôi mà vào mấy trăm cây số sao mang nổi, mà mang gọi là đi là người ta kêu là thồ bằng xe đạp không à, chứ không có xe hơi. Tại vì xe hơi mà có là nó bị gọi là tụi Mỹ nó thả bom đường mòn Hồ Chí Minh đó. Đi bằng xe hơi là tạo cái tiếng ồn đó, là Mỹ sẽ biết được. Tiếng ồn là một cái, thứ hai nó tạo ra cái sức nóng thì tụi Mỹ nó biết hết, nó biết gọi là nó có những cái máy dò cái hơi nóng, thành ra nó thả bom thôi. Có nghĩa là theo cái thông tin mà của cái anh bạn trẻ trong video anh chia sẻ đó, là anh chia sẻ tào lao, anh chia sẻ không có đúng. Không có đúng, tại vì nó sanh sau này bây giờ nó chỉ có nghe những cái đứa trước nói thôi, nó giống như là một con vẹt, người ta nói sao nó nói ngược trở lại thôi. Bây giờ nó không có hiểu cái lịch sử, năm 1954, cái hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7 năm 1954 là do Việt Cộng ký với thằng Pháp. Lúc đó thằng Pháp nó bảo hộ miền Nam, thằng Pháp nó là thuộc địa chứ không phải bảo hộ, nó là thuộc địa của miền Nam, nó là thuộc địa của Pháp, nó giống như là của bên Pháp vậy. Miền Nam là Còn thuộc cái địa bảo của hộ thì nó là bảo hộ ở miền Trung và miền Bắc. Pháp. Thành ra ông Hồ Chí Minh ông ấy ký thà rằng ông ấy được phân nửa nước còn hơn á, để đánh hoài, thành ra ông bắt buộc ông phải ký thôi. Mà sự thật là ông ấy cũng bị gọi là tụi ông Mao Trạch Đông với gọi là kia là ép phải ký thôi, chứ còn ông ấy cũng không có muốn ký, sự thật vậy thôi, Đó, lịch sử mà. nhưng mà thật kỳ kinh khủng khi mà nó cứ một hai nó nói chính quyền của cố tổng thống Ngô Đình Diệm là chính quyền của Mỹ dựng nên, nó ngụy sử dễ sợ chú ha. Đúng rồi, tại vì cái kỳ mà
ông Vũ Bảo Đại thì ông đã mời mấy người ra, ông Nguyễn Văn Tâm, ông Nguyễn Văn Tâm cũng làm thủ tướng, rồi ông hai ba ông, rồi với sau cùng với mời ông Ngô Đình Diệm. Mà năm 1945-43 gì sau khi mà tụi Nhật nó ấy rồi thì ông Ngô Đình Diệm, tức là ông Bảo Đại, ông muốn mời ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà ông Ngô Đình Diệm ông có thấy chưa có tới cái thời kỳ đó, thành ra ông không có ra, thì ông ấy biết như vậy ông không có ra. Thì năm 1950 á, thì ông đã qua bên, ông ấy đi qua bên Mỹ rồi, ông ấy qua bên Mỹ rồi, ông ấy qua bên Roma, bên Ý. Thì ông ấy qua là ông dự định ông ấy đi tu. Ông Ngô Đình Diệm là ông dự định đi tu, thì từ nhỏ cho tới mà năm 50 á, thì ông đã 49 tuổi, thì ông ấy sinh năm 1901. Thì năm 50 có phải ông ấy 49 tuổi không? Dạ đúng rồi. Ông ấy 49 tuổi là ông muốn đi tu. Dạ. Ông muốn đi tu, ông ấy không có muốn ở bên ngoài. Dạ. Nhưng mà tới khi 53, 54 rồi ông Bảo Đại thì ông ở bên Pháp. Giữa Bảo Đại và ông Ngô Đình Luyện là bạn học từ hồi nhỏ cho tới khi ở bên Pháp. Dạ. Thì lúc đó với nhờ ông Ngô Đình Luyện nói với ông Diệm về gặp ông Bảo Đại ở tại bên Pháp. Thì sau cùng ông Bảo Đại với ép ông ấy phải nhận cái chức gọi là thủ tướng. Thì năm tới ngày mùng 7 tháng 7 năm 1954 thì ông mới nhận, thì ông mới về miền Nam. Thì lúc đó là ông về ông đâu có ai đâu, chỉ có vài người thôi. Dạ. Đó, thì nó đầu đuôi như vậy thôi. Thì khi đó thì năm 1945 là gọi là cướp chính quyền ngoài miền Bắc rồi. Ai cướp chú nói rõ ai cướp. Việt Minh, tức là cái Việt Minh là hồi đó của ông Hồ Chí Minh cướp chính quyền. Hả? Hồ Chí Minh cướp chính quyền? À, cướp chính quyền tại Ba Đình, Ba Điếc vậy đó. Chú, cái cuộc biểu tình đó. Cái bản chất của Hồ Chí Minh có phải là cái nguyên nhân gây ra những cái vụ mà gần đây nhất là ví dụ như 20, 26 người Việt Nam đi qua bên Campuchia đào vàng bị cảnh sát Campuchia bắt. Hai người Việt Nam tham gia vào một băng cướp tiệm vàng ở bên Malaysia bị cảnh sát Malaysia bắn chết. Rồi là bao một nhóm người Việt Nam đi qua hàng ăn trộm quần áo. Thì cái bản tính của Hồ Chí Minh có phải là cái bản tính mà trộm cắp cướp giật xảo quyệt này kia nọ nó ảnh hưởng tới cái giáo dục của cái Việt Nam ngày hôm nay mà dẫn tới là đi tới đâu là ăn trộm ăn cắp rồi tới đó không chú? Theo chú thì chú thì có thể như vậy, thì ông bố nó đã cướp chính quyền năm 1945 rồi đủ thứ chuyện ấy, ông ấy gọi là thế nọ thế kia, thì ông ấy là người gọi là đâu có đàng hoàng đâu. Thành ra cái đám con cái ông ấy 49 năm tới giờ toàn là dân đi trộm cướp thôi, chứ đâu có gì để đi ra ngoại quốc ăn trộm ăn cướp người ta không à. Chú con có đọc lịch sử và một số nhân vật gần đây trong cái kênh của anh Xuân Lê có phỏng vấn một chị, thì chị này là người ở Hải Phòng. À, cha của chị là người Hải Phòng, ông ngoại của chị cũng người ở ngoài đó. Thì chú là cái dân Nghệ An, Nghệ An Thanh Hóa, dân Hà Tĩnh, Nghệ An Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, là ngày xưa người ta có làm những cái chuyện sai kinh hoàng như ngày hôm nay không chú? Mà con thấy thật sự ngày xưa người ta rất là trí thức, mà sao ngày hôm nay nó quá trời. Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng là đa số những cái tỉnh này là những cái tỉnh nằm trong cái danh sách đen tội phạm. Tại vì lý do là mấy cái vùng đó thì công ăn việc làm nó ít, rồi cái đảng phái nó như thế nào thế kia thì nó không có học hành, thì bây giờ nó là nó thấy vậy thì nó giống như là ông bố của nó, ông có nội của nó là ông Hồ Chí Minh đó. Dạ. Ăn cướp ăn kiếp thì bây giờ nó học y chang vậy thôi. Nhớ mà năm 1975 đổ về trước mà cái đám Việt Nam Cộng Hòa người ta du học, người ta gọi rất đàng hoàng, người ta du học xong người ta thâu
thâu được những cái kiến thức người ta trở về miền ba miền Nam chứ người ta đâu có chịu đi đâu. Dạ. Mà bây giờ gọi là toàn cái đám ở miền Bắc nó đi đâu là nó phá hoại đó rồi đi là trốn ở lại rồi ăn trộm ăn cướp. Bây giờ đi nó không có công ăn việc làm thì nó có phải ăn ăn cắp không? Ăn cắp để nó sống chứ. Dạ. Yeah. Thì nó vậy thôi. Chuyện của nó thì nó. Thời gian gần đây á là trong khi ngày xưa á, ông cha của nó thì đi vô miền Nam, ông đánh Mỹ cứu nước. Còn bây giờ là nó 20-25 cán bộ giảng viên của ngoài Đà Nẵng đi đào tạo xong rồi sau đào tạo trốn mất tiêu. Rồi cái bây giờ là tới một cái nữ cán bộ tòa án ở ngoài miền Bắc của Thái Bình hay đâu á, đi qua Mỹ cái cũng trốn mất tiêu luôn. Bây giờ người trong gia đình viết đơn xin nghỉ việc. Đó, trốn sao kỵ, trốn chống Mỹ cứu nước mà giờ là kéo nhau đi qua tìm cách qua bên Mỹ ở trốn thuốc bệnh. Vậy rốt cuộc là chống Mỹ là giả dối hả chú? Thì vấn đề chống thì có đâu ở chống đâu. Nếu mà chống mà nếu ví dụ mà từ năm 75 tới giờ là 48-49 năm rồi mà nếu phát triển thì người ta trở về miền Nam hay miền Bắc người ta sống chứ. Tại vì dù sao cũng là quê hương của mình. Nhưng mà tại sao phải là bỏ công ăn việc làm giờ trốn chui trốn nhủi ở lại vậy? Yeah. Lý do gì? Vì lý do là tại miền Bắc hay là miền Nam hay là Việt Nam hiện tại bây giờ không có đủ sống, không có công ăn việc làm thì người ta phải đi thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tại sao ở trong Việt Nam lại không có công ăn việc làm chú? Tại sao Việt Cộng nó làm cái gì đến mức độ mà bây giờ người ta lại thiếu công ăn việc làm và người ta phải đi khắp mọi nơi trên thế giới để người ta làm vậy chú? Thì lại hỏi coi là bây giờ nó đã làm được cái gì cho gọi là quê hương của nó đâu có làm được một cái gì đâu. Mà nếu ra cái đám mà ở bên ngoài mà từ năm 1979 mà nó không có gửi đồ về để nó cứu đói gia đình nó thì gọi là tới giờ này còn đói gấp 10 lần như vậy. 979. Bây giờ mỗi năm á, 900, đã gửi về 979 là 89 chú. 79. 79 là bắt đầu là cho được liên lạc về vấn đề thứ tư và gửi đồ về cứu đói gia đình. À, dạ. Thì nó có năm 1979 rồi, khi mà những người mà người ta ở đây từ năm 75 đó, thì ở bên này người ta vừa đi làm ăn vừa lo cuộc sống người ta vừa phải gửi về cho gia đình. Thì dạ. Gia đình có ai, có cha mẹ rồi vợ con người ta tại miền Nam. Dạ. Thì bắt buộc là gửi từ năm 1979 rồi chứ không phải là mới đây. Dạ. Tới giờ này là 45 năm rồi. Dạ. Bây giờ là 2024 rồi, có phải là 45 năm không? 45 dạ. Năm không? Dạ. Đó. Có một cái câu vậy này chú, à, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc và đánh cho các nước xã hội đó chủ nghĩa. Đó là cái lời của ông Lê Duẩn, ông ấy trả lời hồi đó. Ông trả lời thì ai? Có phải là ông ấy coi mấy gọi là Nga Xô và Trung Hoa là nhất không? Để ông đánh, vậy có nghĩa là đảng đánh cho ai? Vậy đánh có... cho Nga với Tàu thôi. Vậy có nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam là đánh thuê rồi? Thì đúng rồi. Không đánh thuê thì làm sao có súng đạn mà đánh vào miền Nam được. Xe tăng T-54 hay là mấy cái gọi là 122 làm sao nó có chế gì đâu mà có. Thì có phải là ủy quyền không? Ủy quyền của cái đảng Cộng sản quốc tế đó. Nó là dân ủy quyền, nó đánh cho là Hồ Chí Minh cũng là cái đám mà mà rước gọi là người khác về là dày mồ tổ ông cha mình thôi, cũng vậy thôi, chẳng có khác gì nhau vậy hết. Miền Nam với miền Bắc cũng khác gì. Vậy mà nó nói là lính Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê, lính Nam Hàn là lính đánh thuê cho Mỹ, lính Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê, trong khi người ta ở trong được nhà của người ta mà nói người ta đánh thuê. Bây giờ nói vậy nè, cái hồi đó là chia đôi đất nước, là ai chia đôi, là Việt Cộng chia đôi rồi.
là Đảng Cộng sản chia đôi rồi, tại sao không ở miền Bắc ra đi mà tại sao phải đưa quân vào miền Nam gây chiến vô trong là gọi là cướp giật người ta, thì ai là chính nghĩa, ai không chính nghĩa, cái đó là cái đương nhiên rồi. Dạ. Nói ra nhiều khi nói nhiều quá cũng không có hiểu, nó đâu có hiểu đâu. Nó không có chịu hiểu, nó cố tình mà chú, nó cố tình nó phải nói như vậy để nó tuyên truyền, để nó dẫn dắt mà chú. Nó thì đúng rồi. Nó tuyên truyền, nó nói nhiều thì con với chú tại sao không nói nhiều chứ, mình phải nói nhiều hơn nó nhiều gấp trăm gấp ngàn lần chú, cái mỗi của con là phải nói nhiều. Con không bao giờ bị chịu thua đó trơn á chú. Dạ. Chịu thua cái gì, thôi nói với cái thằng ngang thì nói làm cái gì, nói ngang mình mệt lắm, nói ngang nói ngược, không phải nói cái gì cũng theo ý của nó. Không phải chú, không phải là mình nói theo nó ngang đâu, nhưng mà nó còn nói thì mình còn nói, tại vì nó sử dụng tuyên truyền từ xưa tới giờ rồi, và nhờ cái sử dụng tuyên truyền đó và bên cạnh nó sử dụng bạo lực mà nó nắm quyền tới ngày hôm nay, thì mình bây giờ mình không có vũ khí, mình không có quyền lực thì mình dùng cái miệng của mình. Dạ. Rồi con thấy thì thôi, cái đó thì cháu muốn chống thì nó chống thôi, và chú cũng lớn tuổi rồi. Con không có chống, mà là con phơi bày cái sự thật, con nói cái sự thật. It's the truth, nó là sự thật phải không chú? Con đâu có nói đúng sai rồi, đâu. Cái đó là cái sự thật, lịch sử thật mà. Bây giờ nó muốn á thì nó để cho gọi là tự do vấn đề gọi là internet đi. Tại sao phải kiểm soát, rồi có phải tạo ra bức tường lửa để chống thế nọ chống thế kia không? Đúng rồi chú. Cái tự do nó nằm ở chỗ nào? Đúng rồi chú. Dạ. Vì vậy đó cho nên là cái con tự do nó nằm chỗ nào. Yeah. Mình nói vậy thôi chứ mình bây giờ mình cũng không có đả phá gì nhiều, nhưng mà mình nói sao cho nó hiểu thôi. Chú, người ta nói Việt Cộng 48 49 năm nay nó đi ăn xin dữ lắm luôn chú, phải nó đi ăn xin không chú? Thì hiện tại là bây giờ tính đi, nó không ăn xin gì. Mà cái kỳ mà năm 2020 đó, về vấn đề Covid đó, nó được gọi là chính phủ gọi là giúp nó về vấn đề thuốc men. Dạ. Nó có phải là, mà cái hồi xưa mà từ năm 54 cho tới năm 1975 đó, mình miền Nam mình có bao giờ đi xin đâu, không có xin nhiều. Yeah. Mình sống theo cái kiểu gọi là có gì mình sống theo kiểu đó thôi, còn nó là cứ đi xin ăn mày. Yeah. 49 năm rồi đi ăn mày không à. Yeah. Thấy không, Covid gì á, thuốc chích ngừa Covid là xin Mỹ là mấy chục liều chứ đâu phải mấy chục triệu liều. Yeah. Thằng nào cũng bị nó bắt địa hết. Đến yeah. nỗi mà cái thằng Cuba nó đâu có đông dân đâu, nó có vài triệu người mà cũng bắt địa vài trăm ngàn mũi Covid yeah. để chích ngừa. Yeah. Có phải mình nói gì, trong khi tụi Cuba nó dân số nó ít lắm, có vài chục triệu người á. Dạ, dạ. Ừ. Đó. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay chú chia sẻ, trời ơi con đã nư ghê đó chú, con đã cái nư con dễ sợ luôn. Cãi lộn với cái tụi Việt Cộng nó mệt lắm. Con không mệt, con có sức để con làm, tại vì con không cam chịu là nó dối dân tộc, dối những cái lớp em cháu con không chịu. Thì con hiểu rồi, tại vì chú với cô đã qua cái giai đoạn của tụi con rồi, con là lớp trẻ, con còn sức, hãy để cho con làm chú ơi, con còn sức để con làm. Nói vậy nè, nếu mà nó có chính nghĩa thì tại sao mà năm 1975 mà trong khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa người ta đã đổ xuống rồi mà sao hiện tại bây giờ ở bên nước Mỹ là tới 2 triệu người, tại sao không ở với đảng cộng sản mà người ta phải chạy? Đúng rồi đó, đúng rồi. Dạ. Người ta chừa cho nó đó, cũng như chú là di cư năm 1954 rồi năm 75 cũng di cư mất tiêu rồi. Dạ đó, bởi vậy. Nhưng mà đó, nó nói tại rằng... sao mà tại sao mà người ta trước năm 54 người ta không có đi ngoại quốc mà người ta vẫn ở miền Nam, tại vì miền Nam còn đất người ta vẫn ở. Dạ. Rồi tới 75 là bây giờ đâu còn chỗ nào, người ta phải chạy thôi. Dạ. Phải ra biển, mà cái số người mà tại Mỹ 2 triệu người đó thì cũng phải khoảng 1-2 triệu người đã nằm dưới biển rồi, không
không có tới đâu hết. Dạ. Về tới cái vấn đề người ta di cư hay là người ta tị nạn hay là cái gì, là tại ai? Yeah. Tại cái chính thể Việt Cộng, với tại nếu mà nó có chính nghĩa thì người ta ở lại, người ta hòa bình, cuộc sống hòa bình. Mà bây giờ nói thấy không, mấy trăm ngàn người đi cải tạo, bây giờ một số người người ta đi cải tạo ở miền Bắc rồi, người ta đâu có về miền Nam được nữa đâu, người ta phải nằm lại rồi. Cái đó là đau xót nhất đó. Chính nghĩa nó nằm chỗ nào? Dạ. Giải phóng, tại sao giải phóng mà tại sao những cái người người ta có ăn có học mà không có xây dựng đất nước được mà bây giờ người ta phải chạy? Dạ. Đó, người ta phải chạy. Rồi nhớ là người ta chạy mà năm 1975 người ta chạy qua đây, những ông bác sĩ cái bằng cấp ông không còn một cái gì qua đây, rồi ông được tụi Mỹ nó cho thi lấy cái bằng tương đương. Dạ. Chứ còn bây giờ gọi là bên Việt Nam cái bằng bác sĩ mang qua đây kể như là không có xài. Dạ. Nó không có xài. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú cái phần chia sẻ ngày hôm nay là dừng ở đây. Con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Bên con là 0:30 khuya rồi. Bây giờ. Rồi, đúng dạ. Rồi. Ok chú. Đúng rồi. Con chúc chú sức khỏe nha. Bye. Ok, bye chú. Con cảm ơn chú nha. Bye bye chú. Okay. Dạ. Đó, quý cô chú anh chị và các bạn, nhất là các bạn trẻ thấy không? Những người lớn như cỡ như chú á, là giống như bây giờ á, là gần như không có muốn nói nữa, tại lớn tuổi rồi, mệt rồi, không muốn nói nữa. Nhưng mà cái phần nói đó để cho những lớp trẻ mình còn sức mà. Một lúc nào đó thì Dương cũng sẽ giống như các chú các cô vậy nè, ở cái tuổi đó là đâu có còn sức lực nữa. Giờ nói mà còn nhiều khi còn muốn hụt hơi, nhưng mà còn nói được là nói, tại vì không thể nào để cái sự thật lịch sử này nó chìm trong quá khứ, chìm trong bóng tối được, phải đưa nó ra ánh sáng. Chính nghĩa phải trả về cho chính nghĩa. Mình coi phim mình thích là chính nghĩa, hay là mình thích bên cái phe ác ôn, lúc nào cũng mình cũng mong chính nghĩa chiến thắng đó, đúng không? Mình là người như vậy mà làm sao mình thấy những cái điều dối trá mà mình im lặng được, phải không quý vị? Nhớ nhấn like cho Thùy Dương nha bà con. Rồi quý anh chị mà các bạn trẻ mà có coi á, bạn bên kia nói á, thì lấy cái link này, còn không nữa các bạn sẽ có thêm thông tin, có thêm kiến thức để các bạn phản biện lại, phản bác lại, phản biện lại cái kiểu nói như thế này của cái đám kia. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Bye bye.